nhà ơi, nay qua nhà Leon mọi người. Sao cái cây này nó méo như tôi vậy trời? Cả nhà ơi. Sao cây này nó méo quá à? Ờ, cây này nó nhúc nhích. Cái cây sao này... Sao tôi nhìn tóc tôi kiểu này giống đòn phi ngày qua quá trời? Giống người tóc rồi quá ha? Mọi người ơi, hello cả nhà. Hôm nay Thích Nga đang ở Eden, Việt Chi Nhà nha quý vị. Eden. Maryland. Mình đang ở đâu? Ở Việt Chi Nhà. No, Maryland. Ủa, mình đang ở Maryland hả cưng? Đang ở Eden. Vậy là mình qua tới Maryland rồi, mình qua tới bang khác. Mình đang ở Maryland luôn hả? Bà mẹ nó Maryland luôn rồi quý vị ơi. Đổi làm lại từ đầu đi. Không, thôi. Rảnh lắm. Hello cô, hello tụi con. Đây mọi người ơi, hôm nay là Nga đang đi show với Leon Vũ. No, bà đi show với Henry, tôi bà không có liên quan. Ôi, tôi đi show với Leon. Hello chị Trời Đông. Cả nhà ơi hãy vô coi đi. Bây giờ hiện tại thì gia đình Leon Vũ á quý vị. Đâu rồi, em trai Leon Vũ đâu mất tiêu rồi, đẹp trai lắm quý vị. Đây là bạn của Leon chứ không phải em trai. Này bạn, bạn của Lê bạn, Giang bạn, em của Lê Giang, bạn thân của tụi này. Ừ. Bé này tên là gì à? Trời, trưởng nam, trưởng nữ gì đó. À, cái gì đó. Dương Anh. Dương Anh. Dương mà còn là anh nữa, nghĩa là Dương. Nó chỉ Dương là khi gặp anh nó mới Dương. Còn gặp nữ là không có Dương. Gặp nữ là không có Dương nha quý vị. Dương. Ê mọi người ơi, hôm nay là qua nhà Leon. Trời ơi, cho qua nhà tôi, bà có về về Việt Nam cũng vậy. Đâu rồi, giờ... cái mu cua đâu rồi? Mu gì rồi, tôi còn có con mu cái một. Cái kìa, đưa còn cho. Còn có một cái mu mu một thôi. Này là em trai của Leon nè mọi người. Em trai Leon rất là men gan trực nữa hả bà Nga? Đúng rồi. Trời sao giọng bê đê vậy? Em trai ruột Leon quý vị, em út quá nha. Men lắm quý vị. Đây nghe em nữa nè. Đây là, cũng là em của Leon. Chủ nhà. Hello. Này là em trai ruột Leon nè mọi người. Còn cái này á là... Cái này là em trai không có ruột. Này là em không có ruột nha mọi người. Có ruột thịt gì hết trơn á. Bé Hoài Ly gì kìa. Đây cả nhà, một thao cua mà giờ nó ăn chỉ còn có hai cái mu à. Là bà ăn chứ tôi đâu có ăn. Tôi không ăn, con gái tôi ăn. Con cua thì công nhận nó ăn cua rất là hay. Nó ăn quá vậy ăn luôn. Ở đâu nó ăn cua hay. Em thì không biết con cua này hôm nay nó hơi bị exercise, nó bị gầy. Hơi bị gầy mà con này ghẻ hả cua em? Ghẻ. Con này là con ghẻ nha mọi nhưng người. Nhưng mà tính ra không có gầy nha. Gầy nhưng mà so với bà thì nó cũng không có đến nổi lắm. Tại vì bà giấu cái nọng vô kìa, cái nọng quá trời luôn. Lấy được cái gì nè? Thôi mày nghĩ sao anh có nọng mày? Cúi xuống. Nè, tao cúi xuống không có nọng nha. À đây mọi người. À, sau khi gia đình này ăn xong á thì đãi trái cây cho tụi Nga. Thì là Nga bị bất mãn quá. Trời ơi, ta nói gia đình đang đãi trái cây cái gì? Trái chôm chôm xay. Ôi chôm chôm sao nó đen thui vậy? Chôm chôm về trên nhà vậy là ok lắm mấy chị. Rất là hên nha mọi người. Ủa là nó đen thui vậy đó hả? Đen thui vậy đó. Này nhãn này là... Đôi khi nó còn thối cuốn nhiều lắm. Không, nhãn này không ngon nha. Thối cuốn nhiều lắm. Nhãn này không phải của Hawaii. Má Hawaii. Em cái phôi ra đó. Gửi anh chị Ê, cái nhãn này lại làm như nhãn Florida đó, yeah, nó dài lắm. Mà mấy này này nhãn này nó viết gì chút chưa chứ tôi thấy nó dài lắm á. Ê, bỏ hết đi. Bỏ cái trái cây này qua bên. Đây trái cây của tôi. Hôm nay cái Nga có mang bữa Leon mà nói là đi qua nhà Leon chơi là tôi mang nguyên thùng cái cây qua rồi. Không nói gì chơi rồi làm tôi mang. Thì có phụ nữ mà mang có một trái bưởi qua rồi xong. Nó không đồng đều. Mà chưa kịp lột nữa. Ở đây có ai biết lột trái cây không? Ờ, coi xin coi đi nhiều. Vừa quá xin coi vô. Mọi người, lễ la bà đây với mọi người ngày mai. Lễ gì? La bà đê bà nội bà. La bà đê là cái gì? Việt Nam mình kêu là lễ lao động đó. Lê bờ là lao động. À lễ. Mà lê bờ cũng có thể là ngày đẻ nữa. Lê bà đê. Không, cái lễ bà đê là lễ khác nữa. Cái lễ bà đê là ngày khác nữa nha. Mọi người, Nga không biết là qua nhà Leon chơi mọi người nên mang có hai trái bưởi à. Ủa đâu? Một trái, một trái nữa. Còn trái mai cho Phan Rui đi. Phan Rui nhập cường chia đôi trái bưởi của tôi. Thì bây giờ nè, Dương Anh, em gọt bưởi của chị ra đi. À đây mọi người. Ngon lắm nha, nặng lắm nha. Nè, mang có hai bịch rồi, mai cho Phan Rui bịch. Đúng rồi. Trang vô đây ăn măng cục này cưng. Trời con nhỏ này nó thèm măng cục một cách thấy nè. Trời ơi Trang ơi, Nga mang nhãn Hawaii cho Trang nè. Đó. Đó, vui ghê. Vui lắm mọi người. Dao đâu rọc ra. Mọi người lễ lên bên đây. No, it's just a beef. What?
I try to feed the dog. Mọi người lê bê đê. Thôi bà khỏi bê đê, bà đi lấy dao đi. Trang, Trang lấy dao cho nó đi Trang. Chứ con này nó nói tiếng Anh nhức đầu cả tỉnh luôn á. Lê bê đê, lê bê đê. Trời ơi, là tôi mang một thùng nhãn mọi người. Hồi chưa tính là lấy mới, đó con em tôi nó cũng hiểu tiếng Việt. Không lấy dao, bà nội. Không, mà cứ rạch đi, con gì cũng rạch được hết trơn á. Lẽ lê bê đê. Mọi người thức dậy, ngủ dậy. À, Thúy Nga sẽ sell trái cây trong đúng một ngày lê bê đê thôi nha quý vị. Còn qua ngày sau là không có sell. Ở Việt Nam cũng có lê bê đê nữa đó nha. Việt Nam là kêu là lễ gì đó. Lê bê đê là tiếng Pháp á. Đây. Việt Nam đang là lễ gì đó ta? Đây mọi người, nhãn Hawaii nha. Tan. Damn, that's big. Hai, thứ hai là lễ lễ phải không? Thôi bỏ chữ BD đó đi. Bà cứ lễ bình thường là người ta hiểu rồi. À, bình thường á là hiện tại là Nga còn đúng 10 thùng nhãn trong ngày thứ hai lễ lê BD. À, bình thường là mua 90 đồng đúng không? Đúng thứ hai đây nha. Mua 85 đồng thôi. Trời ơi, sale gì tới 5 đồng dữ nha, ăn sao cho hết. Ta lời có 10 đồng, ta bán 5 đồng lợi còn 5 đồng. Măng cục làm sao? Măng cục. Một cái bọc là bao nhiêu thùng trong đây? À, một cái bọc thùng là bao nhiêu cái bọc này? 16 pound. 16 pound là có 5 túi quý vị. Bữa giờ là Nga bán 130 đồng mà tại Nga không like. Tại vì nó hết mùa, nó hết hàng quá. Ngày mai như còn 5-6 thùng. Bữa giờ bán 130 đúng không? Lễ lê bê đê bán cũng có 125 đồng thôi. Tại thanh long nha quý vị, 20 đồng một bịch như vậy nè, được 5 gói nha quý vị. Đó. Thanh long đỏ. Thanh long đỏ ruột sấy, mọi người quên bữa giờ quên. Cứ gặp Leon mới nhớ cái thanh long, quên hoài luôn. Người ta nhờ bán giùm mà không có nhớ mẹ gì trơn. Bưởi da xanh thì vẫn 100. Mọi người, Nga hết sầu riêng rồi, nhưng mà Nga có một loại sầu riêng. À, hiện tại là Nga chỉ còn khoảng 7-8 thùng thôi, là bán 101 nha quý vị trong ngày lễ lê bê đê. Ủa sao lột lẹ vậy, không cần dao. Thôi, măng cục là tôi ghiền lắm. Trời ơi, Trang nghe. Hôm qua tôi đi máy bay á, tôi tính bỏ hai túi măng cục trong cái vali rồi. Đừng qua đây nè. Wow. Chẳng không? Vậy tuyệt vời lắm nha. Ủa sao mày lột xấu vậy? Cho anh mượn con dao coi, thằng bé này nó lột bưởi, nó phải khen chứ nó... Em đâu giỏi cho chị em đâu. Em lại lấy cái số điện thoại cho chị đi Vương Anh. Số điện thoại ta đang để kia kìa, ta mang đúng cái số điện thoại của anh siêu nhân theo. À mọi người, cái ngày lễ lê bê đê đó là sầu riêng còn có mấy thùng thôi. Cái loại 120 thì hình như còn 1-2 thùng, nhưng mà Nga có một cái loại sale là chỉ có 101 thôi mọi người. Rất là ngon nha mọi người. Đây. Hãy gọi cho anh siêu nhân 714-653-8028. Trời ơi, siêu nhân luôn. Siêu nhân nó dễ đẹp luôn. Còn mọi người nhắn tin cho Thúy Nga thôi, 279-279-8999. Dễ thương không? Nga đang đi vợ rồi. Con tính nói cái này nó bị backward, mà nó vô đây nó đúng tại livestream. Because live when we do livestream, it has to be backward. Yeah. Vô đây thì live số nó đâu. À mọi người hãy nhắn tin anh siêu nhân nha, 714-653-8028. Hết rồi nghề vong. Nga thì đang đi chơi Leon rồi, đang đi chơi với bạn Leon. Bạn có đi chơi với tôi bà nội, người ta tưởng hiểu lầm nữa. Tụi em đi hát rồi nó đi theo, nó đi ké em thôi. Sáng mai tụi em có đi chơi quý vị, tối nay phải ngủ chung phòng nữa mà. À, bà ngủ với Hương Thủy, tôi ngủ với Andy Watt. Tôi nghỉ với bà chị, tôi ngủ với bà chị tôi nữa nè. Hay tối tao về nhà mày tao ngủ đi Vương Anh. Vương Anh. Ê tối sẵn tao về nhà mày tao thử đầm đi. Ok. Mày bán đầm mà đúng không? Okay. Mày muốn quảng cáo đầm không? Dạ không, không cần đâu. Vậy hả? Thì hai đứa về thử đi. Đến nhà Leon sẽ giống như hội chợ quá. À, đây tự nhiên mà... đang nhà ta đang vui vẻ mà tới bà bài mà bán bài bên bún. Tại lấy bịch trái cây ra bức xúc quá nên phải lấy trái cây này ra để mà livestream. Mọi người măng cục nha. Jaden. Thứ hai là chỉ có 5-6 thùng thôi, nhưng mà cái sale đúng ngày thứ hai là 125 đồng nha quý vị. Măng cục bữa giờ lên 130 rồi mà em bán em livestream tại vì không có hàng nên là không muốn livestream quý vị. Nhãn Hawaii nha, bình thường là 90 nha. Chỉ đúng thứ hai là 85 nha, thứ ba em lên lại 90 á. Nhưng mà thứ ba chắc không còn đâu, có mấy thùng. Nè. Đây nè, mọi người thấy không? Hai cái quả mang nhãn của Leon nè, cái bự không? Nhãn nó phải của tôi. Của ai? Bà bán nhãn mà sao nhãn của tôi, nhãn Hawaii. À, Leon ở Hawaii. Leon ở Hawaii. Trời ơi, tôi ăn rồi mà tôi cãi lộn với mấy đứa này không tôi cũng mệt nữa. Leon ở Hawaii thì nhãn của Leon. Trời ơi. Bà... Đây nè, nhãn Leon bự lắm quý vị. Đó, thấy không, trái bự, cơm dày. Bà mẹ. Thằng em tôi á.
trồng ớt cay ngon thì nó nói ớt của con này nhỏ xíu dài thòn. Lily, come here con. Lâu rồi ăn đi con. Này con gái của Leon, em trai Leon này đẹp trai mọi người đó, men chứ hả? Hương, Di, khi nó nói cưng men là cũng phải hốt một nắm mà nửa ký lô mới được. Hốt lại rồi. Hốt lại. Em trai Leon men lắm mọi người. Ai ăn bản tục của mình bẻ gãy ra. Đó, thấy không? Trong khi ông Leon nè, đó nhà ổng nè, có mình ổng mặc áo bông à. Kỳ lắm quý vị. Không cái áo bà quần luôn. Nhưng mà cái áo bông ổng hợp với tôi. Không, bà sọc mà. Không, cái bông là cái bông của Leon á. Cái tính cách của Leon nó bông bông nó hợp với nghe. Chứ nghe ông nói là ồ nhãn Leon này nó con này nó lên ngôi rồi đó. Con này nè nó lên nó sắp lên mà cái kiểu mà cô cậu được kia chứ mấy người thường ghê. Sao vậy? Ừ, con nghe nè. Sao vậy? Tại vì cái độ khùng của nó lên rồi đó. Đây mọi người, Leon ở Hawaii nên là cái nhãn này ở Hawaii là của bên cái giống nhà Leon. Ơi, you want to try this con? Con ăn cục không con? Bà đó. Không biết ăn măng cụt cái con bé này. Ăn cục cháy không? Ôi, cái nhãn Hawaii mới về mọi người. Cục cháy nè, cục cháy nè. Ê, đừng lạc quẻ nha. Cái này tiếng nghe không có bán, nó có cho Linh đang sống đâu. Cưng, cưng đừng dụ tính. Mày nghĩ sao tính? Tính cưng qua. Cưng qua đây thì nó còn cho cưng Linh sống chút ha. Nó đang quảng cáo bán hàng, nó đưa cơm cháy cho ăn không? Ôi, chủ nhà, nhà thì bạc triệu, nó để ăn thì le que dài cộng hành, cộng tỏi. Bây giờ nó cho ăn cơm cháy, uống nước no, thấy con mụ nội luôn. Bước vô nhà thì ta trộn bộ nhà này, em tôi nó bạc triệu luôn nha. Để tôi vô coi nó đãi ăn gì. Đãi ba con cá. Cá mà nó ốm còn hơn con siêu người mẫu mà. Con siêu người mẫu mà. Kate Moss á. Kate Moss á. Ừ. Rồi xong rồi nó cho cái gì. Ba chai bia rồi ăn cơm trái uống cho nó phù lên. Mấy con ghẹ thì sao? Ghẹ thì nó ốm như mấy con nhỏ mà mới tập thể dập xuống. Trời, mấy con ghẹ nó sọp mà nó gầy nó giống mỏng. Như thiếu đói vậy đó. Ôm nhà ta đãi ăn á mà vô chơi vậy đó. Mà bước bước tới nhà trời ơi nhà bạc triệu nhà nóc nó cao vời vợi. Cho Nga cái cho con đây Nga bà bóp thôi Nga bà làm chi mà đây nè Nga bà làm chi mà con nhỏ nhỏ như Nga nè đưa đây Nga đưa nó không được đó chị ơi con cắt tay lên không mới rẽ cho không chị muốn là chị tự cắt cho người ta thấy. Anh Leon bóp giỏi lắm. Leon nó bóp đi. Trời ơi, mày không đưa mày không tin mày đưa đây tao bóp cho. Mày không tin mày đưa tao bóp không chạy gần cỏ tao con mày luôn. Trời ơi, em đó. Hả? Em đó không phải là trai bên ngoài đường đâu. Không nhưng mà cho nó biết em út cũng phải cho nó chạy gần cỏ một lần. Anh đang bên ngoài đây. Tôi đây. Em út phải cho nó chạy gần cỗ lần nó mới nể mình hiểu không? Chế kỳ quá. Bóp cái đó mà nó lên tới cần cổ luôn rồi Leon. Nghe đồn vậy chứ tôi cũng chưa thấy ai chạy gần cỏ hết trơn. Em út còn tha nó chế. Đi đi. Mọi người, nếu mà ai thích trái cây ngày lễ lê bê đê á thì hãy thì hãy nhắn tin vô phía nha. Ô quên lộn, nhắn nhanh siêu nhân 7146538028. Bưởi á thì nó đã sale quá rồi, vẫn 100 một thùng 31 bao, có 7, 8, 9, 10 trái. Sầu riêng sale 110 đô nhưng mà thực tế ra là chỉ có 7-8 thùng tại ngày lễ đó, nhanh sale cho vui thôi. Còn cái măng tục á bữa giờ đang bán 130 mà ít quá. Nha không có livestream hôm nay đi qua nhà Leon nó vui quá livestream với mọi người là. Trời ơi con này nó con này nó lợi dụng đủ cách hết cả nhà. Tại vì cả nhà hiểu không, để em kể sự tình. Ở Cali mà nhãn, nó kêu nó nhãn cái gì 90 đồng. Ở Cali mà nó kêu em hiện hồn á là nó phải bỏ tiền nó nuôi em, nó trả cho em. Bây giờ nó qua tới bên đây nó lấn sân qua tới mèo lên luôn. Tối nay tao mày là không có bao thơ rồi đó, mày đứng mày làm việc cho nó đi rồi ông mẹ. Đâu có, tối nay tôi trả bao thơ cho gia đình nhân đây mọi người, hôm nay là qua nhà Leon. Đó, I'm done too man. Nhãn này không có ngon, nhãn này là nhãn Florida, nó hơi bị dẻo. Nè, mày đầu hết nè. Nè, mày ăn cái nhãn này đi rồi mày biết. Nhãn Florida, nó này nó Florida nè. Còn nhãn. Thật là mọi người nhắn tin cho tôi nha nha, 2792798999. Một phần bữa sale chị nha. Rồi, nhắn tin liền cho anh Dương Lân 7146538020. Hawaii cho em. Hawaii cái gì nó cũng tốt á. Còn ship video vừa nay là thứ ba bắt đầu mới ship nha.
mà thứ ba thì không biết có măng cụt. Trang mày đàn ông mày chụp nha. Hay ghê luôn Trang. Rồi nhiều khi tao thấy mày chụp banh chụp bọng mày cũng hay hơn tao. Đâu? Đó măng cụt cho Trang kìa. Đưa cho Trang. Bé này nè, bữa kêu măng cụt bà không có đó. Tôi với nhỏ em của nó ra ngoài chỗ chợ ABC đó. Mua 180 đồng về. Trước đem qua bên tự bang đi mua qua cho nó ăn trước quớt luôn. Cứng á luôn mà. Ủa mà sao tới 180 đồng thùng luôn. Vừa đó. Nó bán lẻ, nó không bán thùng. Mỗi cái bọc vậy là nó cân là bốn mấy đô á. Cái gì? Một bọc măng cục. Ủa mua chợ nào mắc vậy? Chợ gì tôi không biết mà. Tại vì tôi với con bé Trời 42 đô. Trời ơi tôi thấy thì nhà tôi riết bán lẻ đó. Trời ơi Leon bữa hôm mua măng cục nhà Nga. Lúc đó là nghe có rồi mà tại vì nó ao. Ao bữa đó hết măng cục. Cái này xử lý hai cái này nè. Bé phải đi. Đây là nhãn nhãn của Florida này. Nhãn Hawaii quý vị thấy được nè. Nhãn Hawaii nhìn này. Ruột không còn ruột nè. Mà không còn thối đầu nha. Rất là ngon. Đây nha Hawaii. Sao mày biết? Nha. Đây nhãn Florida quý vị nhìn này. Ủa sao dập Florida vậy? Florida nhãn cũng ngon. Không có ngon chị nè. Có thấy ngon đâu. Bị đập đầu nè. Nè cùi rất là dày nè. À không lẽ bây giờ tôi tăng lại giá măng cục chứ quý vị. Gia đình Leon đi mua một thùng măng cục 180 đô. Mà về ăn không được luôn hả Leon? Ai biết thêm về cho bé nó nói. Cứng lên luôn hả? Vâng. Bây giờ thấy của tôi ngon không? Tôi rất là tức Leon. Ngày nay Leon không nói tới nhà mọi người. Tới là nghe mang cho một thùng thiệt. Không có biết gì luôn á. Đâu gì đâu, đâu định trả tiền cho bà đâu bà mang chứ. Nhưng mà lần sau báo chị đi mua chị vé máy bay chị mang một thùng trái cây qua cho. Nó tại bữa bé này nè, chắc lúc đó bà mới cấn thai bà thèm. Chỗ mọi người một thùng măng cục mà gia đình Leon mua 180 đồng mà không ăn được trái nào mà trong khi gia đình em nha bán một thùng măng cục có 130 mà lễ lê bd á xèo có 125 đồng mà ngon hết trơn luôn. Bưởi nha mọi người. Ê đỡ chân rớt bưởi tôi. Bưởi là vẫn 100 đồng một thùng vẫn rẻ mọi người. Bưởi da xanh Bến Tre vẫn ngon nha mọi người, không có miếng hột nè. Em ăn bưởi chị đi ngon lắm. Bưởi chị nè, em ăn bưởi chị đi, bưởi chị nó lạ lắm. Nè em ăn bữa chị đi. Em ăn bữa gì đi đó. Bữa chị hôm nay mặc dù chị mang một trái nhưng ăn vẫn đủ nha. Này em trai Leon đó quý vị. Trời ơi tâm men dễ sợ men luôn. Giả bù trong Leon. Trời ơi tao nói ổng cũng men nữa. Tôi nói là em trai Leon men. Nhà làm gì làm không phải có đứa này đứa khác. Không phải có cuộc tiên chứ không phải có khùng thì cũng phải có thằng điên thì cũng có cô tiên thì cũng có mụ gì ghẻ đây là mụ gì ghẻ. em ăn thằng lông sấy thì ngon lắm. Thằng lông sấy nó mới ăn bún mắm rồi ăn cái đó vậy mày nhìn sao mà miếng thanh long mà thành miếng dán núm vú vậy. Cái thằng khỉ này mày bán quần áo đấy mày lậm. Ăn đi. Tính ăn đi tính. Trời ăn thanh long nhà chị đi ngon lắm. Ăn thử coi. Ngon hả? Sấy một nắng á mà gia đình ta làm ở Mỹ đó. Có 20 đồng gói à. Một gói mà được 5 gói vậy đó. Là được 5 gói vậy luôn á. Giống như Starbucks họ làm xong họ bỏ quậy nước đó. Ngon không á? Mới ăn món không có ngon mà ngon tự nhiên cũng là ngon lạnh nha. Tối từ lầu 3 mà xuống basement nha. Em trai Leon sao lần đầu tiên ăn thăng long sấy thì sao? Đúng không? Ngon đúng không? Quá ngon. Ngon lắm luôn á. Tôi đồ ăn lạ lắm. Cái đồ ăn của tôi lạ lùn sủng lắm. Cái gu tôi... Ê! Cho vợ người free ăn luôn kìa. Hỏi biết ăn không? Thế bà dọn không á? Tính nó cũng dễ luôn. Ăn gì không nhớ tới vợ luôn. Đi chơi còn không nhớ. Đây mọi người. Hỏi số điện thoại siêu nhân lên. Đây nha, măng cụt nhà em siêu rẻ mọi người. Leon nói bữa hôm mua 180 mà về hư banh xác này của em bán 130. Giờ là có 125. Mà không, tôi cái này mới về Leon. Ngon, vỏ nhìn là biết ngon. Đi. Ngon. Phải bữa hai anh em đi vòng tìm hoài không ra đến chừng bà lấy đồ bà lấy.
mua đại. Mắc thịt mà nó ngon là sao, nó mềm ghê. Nó mềm xèo à. Ờ, anh nói đừng có mua mà nó nói là because you need it so bad. Không ngon mà mềm xèo à, bỏ ngoài mềm lắm. Ừ, mềm nó tươi lắm. Là bên trong rất là ngon, nó không bị trứng. Duy Anh ăn chưa? Em ăn rồi. Ăn đi. Thôi nói chứ cho bà bầu ấy, để cho bà bầu ấy, chứ tôi cũng dám ăn. Ê chị. Không. Đây nè. Chị nghe. Bà bầu lấy ăn chị đi. Chị đâu mà cái bóp tóc nhiều quá mà sao chứ, mặt thế chứ không thấy bình thường, chứ cười coi. Chị mới bị nhiều. Chỗ này quên chưa xích. Trời ơi, mày nghĩ sao chim chim đó nhiều. Ta là U50 thì chứ đâu phải còn U21, anh ba. Còn em đó mày nhìn coi. Em Leon năm nay nhiêu tuổi? Hai mấy đó không biết. Chị, chị một trời rồi chị quay một vực. Ủa sao em già hơn anh vậy? Trẻ mà hả? Botox là cái gì đấy nghe. Leon là nhờ Botox phải không? Ừ. Em chưa thiếu này. Càng ngày em mới có 12 tuổi rồi chị. Không rài tao không có quên chiếc Botox. Thiếu rồi, thấy chứ thiếu á. Trời ơi, tôi thiệt á. Không biết nó có chiếc Botox không? Hôm nay mà tôi biết là qua nhà Leon là tôi mang nhiều trái cây lắm luôn á. Không ai nói gì. Nhăn luôn là tính. Nhăn nhiều chứ. Nhăn đâu mà nhăn dài dài rồi chứ. Nên bởi vậy em mới nói nhăn ở dưới nhiều lắm. Tôi không. Không, tôi trắng thiếu luôn phải không? Trắng lắm. Cái gì? Bà bắt trời ơi, tụi mày mời gì chứ mời măng cục là đúng ý với thằng Trang luôn. Bữa yeah. Bữa nó qua tôi lấy thùng là cho bà với con gái. Ô, Quinn. Nhỏ con gái. Chi, chi mày ăn không? Some fruit. Oh my god, it's really good. Cho nó ăn đi. Không, không đi. Ủa con bé nít đó hả? Con bé nhỏ hả? Yeah. Mới ăn. Công nhận là đúng. This is really good. What is that? Oh my god. Cái nhãn hột tiêu á. Cái gì coi cái này mà rất là thơm. Have banana. Đánh một cái lên luôn. Ờ, kìa nó ăn măng cục kìa. Ôi mê lắm. Kìa hả? Nó đang sợ anh đó. Ủa sao nó sợ vậy? Nó sợ Leon lắm. Ủa sao vậy? Ủa gì hả? Mà sao nó để cho Leon cắt tóc luôn vậy? Thanh Vũ nè, đang xem nè, rồi ai đang xem nữa nè. Trời ơi, tôi mới phát hiện nhà tôi bán măng cục rẻ quá cho mọi người. Mọi người đi mua lẻ đi, biết cái cảnh. Ôi 280, 180 một thùng luôn. Trời, trong khi nhà chị bán có 120. Đúng rồi. Tại vì biết sao không? Cái măng cục á, mà lấy cái tay người ta mà mâng mâng vô là nó chai liền luôn. Trời ơi, chị ship nha, mà hàng tươi thì tươi nha. Mà ship chỉ cần thay đổi khí hậu thôi. Hàng mà nó sốc lung tung cái cũng chai luôn. Ôi, măng cục nó như ông nội bà ngoại mà nó chăm mệt lắm. Ừ. Nghe nè, cho cô gái người. Ôi cái này là hàng mới về mà. Mà nghe đi, mà nghe xích tay đó. Gene, you're on camera. Very good măng cục. Mango steam. Yes, it's very good. Yeah. Philippines, you have măng cục. Nói tiếng măng cục là mango steam. Đúng rồi, thì mango steam đó, thì Nga cũng kêu vậy đó. Đúng rồi, ở bên Phi nhiều lắm. Ủa gì hả? Bên Phi đồ ăn cũng ngon, trái cây cũng ngon. Yeah, nhiều lắm. Vậy là nó biết măng cục đúng không? Không. Bưởi ngon không? Bưởi ngon ha. Trời ơi, nhà nghe cái gì cũng ngon hết trơn á. Thì bữa này tôi hay cúng á. Thường em để mua để cúng á. Em mấy ngày sau luôn. Nó thấm ngon. Đây bây giờ em sẽ quảng cáo lần cuối để em out chương trình nha quý vị ơi. Đây nhãn Hawaii nha mọi người. Nhãn Hawaii. Ngày lễ lên bờ đê sẽ sale nha. Mà Nga chỉ có vài thùng thôi là thay vì là bán 90 chỉ bán 85 đồng thôi nha quý vị. Là sale trong cái ngày lên bờ đê thôi. Nếu qua ngày á mà còn á thì sẽ bán lại 90, nhưng mà Nga nghĩ chắc qua ngày không còn đâu, tại có mấy thùng thôi. Rồi á, măng cục á là cũng có ít thùng á quý vị, có ít thùng tại vì giờ nó hết mùa rồi. Mấy nay Nga bán 130 nhưng mà Nga không có live stream tại bận, mà mọi người vẫn mua. Nhưng mà cái ngày Labor Day thì Nga sẽ bán là 125 và một thùng á có 5 túi 16 bao quý vị, em tươi mới về. Nhãn Hawaii nha. Và Thanh Long nha mọi người. Thanh Long xấy 20 đồng thôi. Rất là ngon. Số điện thoại siêu nhân rồi. Đây số điện thoại siêu nhân rồi quý vị. Ở đây không có sầu riêng mọi người. Sầu riêng á là ngày Lê Bê Đê á chỉ có sale là 101 thôi. Một thùng nó là 28 pound quý vị. Từ 4, 5, 6 trái nha quý vị.
và rất là ngon nha mọi người. Và một điều nữa là Nga đang đi tiểu bang, thì ngày thứ ba thì Nga sẽ về, Nga ship hàng cho mọi người, tại vì thứ ba hết lễ người ta mới ship hàng. Nếu ai đặt overnight á, thì nếu mà bây giờ mà ai đặt overnight á mà theo kiểu mà trái cây sale á, thì thứ ba Nga sẽ ship cho mọi người nha. Thì Nga sẽ để dành, Nga ship lại cho mọi người. Nhưng mà riêng măng cục á là có mấy thùng thôi, thì chỉ bán trong cái ngày ở tại Cali thôi. Còn nếu mà thứ ba về á thì nhiều lúc hàng nó hết, mà người ta về hàng mới á, cái giá nó lên thì mọi người phải chấp nhận là 130 giúp Nga nha, tại vì cái măng cục giờ nó lên giá dữ lắm. Đang gia đình Leon mua tới 180 luôn mà không ăn được á mọi người. Sầu riêng rất ngon ạ. Thank you gấp bếp nhỏ nha. Và mọi người ơi, bưởi thì vẫn 100 một thùng nha. Trời ơi, công nhận em mượn nhà Leon em quảng cáo mà cắn trợn luôn á, thiệt biết đi đâu vậy. Nó đâu phải là nó đem trái cây qua cho nhà Leon ăn cho ngập mặt, nó qua nó lợi dụng tụi em để nó quảng cáo. Không phải là nhà ngon chuyện ngon. Thực ra đó, nếu mà Nga mà biết gia đình Leon mà có ăn tiệc thì là Nga mang nhiều lắm, chứ không phải đâu mang gì đâu. Tội nghiệp cho nhỏ, mấy đứa nhỏ là gì nè, nó biết mình tới mới đi chợ mua thôi chứ không có đi tại tiệc. Sao không báo người ta để ta mang mẹ nó nguyên thùng sầu riêng cái gì qua. Đóng quá. Nha, con số tôi là không có thích báo ai hết trơn á. Cha mẹ tôi còn báo mà không gì báo thì nè. Sao có nghiệp không? Nghiệp nhiều quá rồi, chế nghiệp nhiều quá. Em vô ăn nhãn của Leon em. Đây, dạ, đây là bà chế của gia đình. Bà chế gia đình. Ai đâu có mùi gì ghẻ với gia đình. Mùi gì ghẻ với gia đình. Ê, tôi vậy, qua nhà mẹ. Mẹ đi con kể đi con. Nhỏ hết luôn. Cứ để vậy đó, người ta coi mới là thật. Em sẽ chờ cho con em thử đồ. Mày chở tao qua thử đồ đi. Em chở tao qua thử đồ. Tao đang cần lòng lắm. Yes. Thích nhiều đầm đẹp. Tao mới mua 20-30 cái mà tao sợ quay chương trình không đủ. Đi qua mua đầm cho nó. Ờ, qua tối hai chị em thử đầm với nhau đi. Chứ tôi là tôi không biết. Thử không? Tôi có bao giờ, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ chơi chương trình đó nha. Thiệt á. Tôi nhìn ra nấy à. Bông tao lấy không có chỗ nhưng mà bông dẫn vào mai cho đàn ông nha Cương, chứ không phải cái này mà là cái đầm nha Cương. Đàn ông ghê, đàn ông quá thật, đàn ông. Thầy có biết anh mặc cái này lên Bloomingdale mà bao nhiêu người dí theo hỏi tao bao nhiêu không? Không phải, thì ra quá. Tao mới này cũng đi Bloomingdale. No, bữa cái này lên Bloomingdale mà tôi dắt con Trang á. Vô LV đó, vô LV nhớ thằng mang đi chờ luôn đúng không? Mà cuối cùng đồ này mua đâu ha quá. Marshall. Mua thì có nhiều. 19 bạc. Trời ơi. Tại vì cái người Leon nó quá đẹp quý vị nên mặc đồ 19 đồng bạc cũng đẹp. Mà vẫn tưởng 90. Cái đầm của Nga đó, em nói mọi người nghe, cái đầm mà em á là cũng có mấy chục đồng mà ai mặc cũng tưởng em mặc đầm hiệu. Tại vì thật nào cũng hay, dáng em với Leon đẹp quá. Chết mẹ rồi, thôi khỏi ăn, để luôn. Ôi, à, Nga dáng ngon quá thì Nga ơi. Em trai Leon, đây là Leon. À, có Khương nữa, Khương em trai Leon cũng men. Khương bữa nay đi Florida chơi rồi. Bảo quá, bảo quá. Đúng không ạ? Ồ, có bảo bên hả? Quá ngon. Tuyệt vời quý vị ơi. Xuất sắc không? The best. Dạ. Yeah. Không. Nó không phải đèn chứ. Hột nhãn nó nhỏ như hột. Như một đùi. Như một đùi. Đồ má. Hột nhãn nó nhỏ như tôi. Đồ má. Nó không có trả lương mà là đặt nói với giống chứ mất ngạc luôn. Thường thường ta bỏ bao thơ thì không dành nói, mà không bỏ bao thơ cũng là đặt nói. Xém chút nữa thấy mẹ rồi. Mọi người. Trời ơi, nhãn không mà nhãn rất là ngon. Nhãn ngon quá. Em có nhiều người để sẵn livestream Leon nói luôn. Có nhiều người thấy Leon làm việc với Thiên Nga nghĩ là chắc là Thiên Leon nó rảnh. Nó bỏ công, bỏ sức ra nó đi làm mọi cho Thiên Nga, nhưng mà không phải. Cả nhà ơi, em với Thiên Nga là giống như tỏ thân với nhau rồi. Nhưng mà Thiên Nga với Leon này rất là thòng phẳng, bích lòng trước tặng lòng sau. Giống như Thiên Nga mà kêu là giống như mà giống như người có người ăn tôm, người ăn cá thì người kia cũng ăn cam, ví dụ vậy, chứ không phải là mình ăn cơm phải cho người ta húp cháo đó, chứ không phải cái kiểu mà giống như là chơi Leon, lợi dụng không có chơi được. Có nhiều người cứ nghĩ là Leon rảnh quá tới nhà Thiên Nga bài binh bố trận là làm cho Thiên Nga không công, rồi có nhiều chỉ người nghĩ dạ hả chỉ là thiệt đâu. Rảnh thiệt, rảnh thiệt, rảnh thiệt mới tính việc làm cơ, cái đó là mình rảnh thiệt. Nhưng mà sẵn đây Leon cũng nói, tại vì livestream của Thúy Nga là có rất là nhiều người coi, fan của Leon cũng coi, cứ nghĩ tại vì Leon là vậy. Đợi cái Leon đó thì ở Cali thì chỉ có mình Leon thôi, ít có ít nhiều bạn bè lắm, mà bạn bè thấy Leon đang nói chuyện rất là buồn, mình thấy được muốn rơi nước mắt mà nó vẫn đưa trái nhãn cho nó quảng cáo. Cái con trời đánh này, bây giờ tôi nói má, chờ cả nhà đừng lo, má của Thúy Nga qua là em rút dây liền.
thì em chỉ nghĩ cứ nói là tại vì trên Cali á, là không có gia đình, mà gia đình em thì chỉ có hai người, rồi Thế Nga là người thứ ba mà chúng em thân, và những người khác em không thân được. Thì có gì cũng vậy, bánh đúc đi thì bánh quy nó trở lại, chứ không phải là Leon chỉ là giống như mà cái này là Leon nói thiệt là Thế Nga nó có chứ không phải có, không có thì Leon cũng đòi, tại vì không ai bỏ công mà làm phong cho ai, và không ai bỏ công mà nuôi thân cho ai hết, mình phải nuôi thân cho mình, ví dụ vậy. Thứ nhà làm việc với ai là cũng rất rõ ràng, rất là nói được cái là vậy, nó khùng thiệt, cái độ khùng của nó cũng rất là cao, nhưng mà cái gì cũng phải sòng phẳng. Em ngồi sau lưng em là cái thánh giá này, em không nói thêm. Và thí dụ như Thế Nga mà quên bữa đó, thí dụ nói là mời đàng hoàng, Thế Nga rất là được cái là mời đàng hoàng, Leon ơi, Leon làm cái này với tôi đi, rồi tụi mình ăn chia, thí dụ vậy, hay là Leon làm cái này, Leon tôi quay cái clip, có gì tôi giống như vậy. Tại vì Leon nghĩ là cũng cái gì, đúng không anh, em ăn uống là ai cũng cần. Do đó đừng có nghĩ rằng là Leon giống như chưa là gì, tràn lan đại hải đó, làm không công hay là làm mỏi, làm không có. Trời ơi, Leon là mời đi, không trả lương thì nó biết cái cảnh. Đúng, thì tôi cũng nói rồi, bà đâu cần giận dữ vậy nha. Tôi cũng nói rồi, không có bao thơ đi. Không có bao thơ đi là biết cái cảnh. Rồi, nhãn ngon quá vậy. Nhưng mà em nói thiệt, có đang có bao thơ mẹ vậy trơn á. Có là... nó lợi dụng nhà của mẹ mình. Nhà ngon quá chị Nga. Mời trái y như mời luôn á. Rồi đó, coi như Nga từ đây trái đi là tôi mất việc rồi đó, con đi chó thì nó vô. Tập. Mọi người hôm nay là... Mọi người ơi, nãy giờ em không có đọc comment nha. Trời ơi, Leon đang ngồi sau cái thánh giá luôn. Mọi hôm thì ngồi nhà em là sau hình là có Phật. Hôm nay là ngồi sau thánh giá không, luôn. Cái gì cũng vậy. Cái gì tốt là Leon hướng nè. Cái gì tốt Leon hướng. Nhiều quỷ ma là Leon né. Đây nè, bà chơi bà quản gia là Leon né nè. Thích Tiếng Nga hài quá. Ủa hài quá bưởi không? Ủa Thích Tiếng Nga hài quá bưởi không là sao? Nhiều khi em nhắn không có đủ. Để bà Dương bưởi đưa bưởi quá à. Nó nói cái Thích Tiếng Nga bưởi không kìa. Hài quá gì bưởi không đó. Bưởi ngon bà con. Bưởi này cũng sắp hết rồi nha mọi người. Có 100 thùng. Hả? Đâu có thua đâu, thắng rồi anh. Trời, mang qua cho nhà tao mà mình ăn quá hơi bị ngại. Tại vì nãy giờ tính nó không dám thò tay, nó sợ bị sai khiến. Tội nghiệp em tôi. Mà nó đã ăn mà giờ rồi mời, người ta mời. Tính ăn thì tính. Dạ, ăn. Thôi được rồi chị. Thôi em dám ăn nữa đâu, sau đây em chỉ trên muối thôi. Đâu ăn đi vậy. Em biết là ở bên Cali á, cộng đồng người Việt nhiều là đồ chị bán rất chất lượng. Còn bên này là khó. Không, chị Nga là gửi tiểu bang nhiều. Không biết là bên Cali á, đi đâu mình bán công người Việt nhiều á, là bán đồ rất là chất lượng. Tôi đâu phải là nói chuyện bữa nè, tụi anh đi mua. Có nhiều chỗ, trời ơi, cưng ơi. Không. Em nghĩ bên đó là đồ phải chất lượng, bán không cưng. Anh để cho em dọn đồ của em này, em dọn đồ của Thế Nga để hồi anh đòi lương cho dễ. Đó, hồi anh với em là chia đó nha gánh. Gì đó? Hay gì mà đi ăn hẳn là phải đó. Rồi nó đi. Hãy lo quá tính. Đây mọi người ơi, giờ em kết thúc livestream này nha, để giờ tụi em nhậu tiếp. Nãy giờ đang nhậu dở dang nha quý vị. Nhưng mà quý vị phải lên mua nhãn nha. Mua bưởi nha. Thì quý vị mua bưởi đi. Nhất là thằng Long Sấy á. Very good. Trời ơi. Ở đây không có đâu. Bé giờ nó vô được cái quốc tịch Mỹ rồi, nó sổ tiếng Anh không mà. Ok ghê. Very good. Very good. Qua cô thứ 10 nó cũng được. Mắc cục á, sáng ngủ dậy mọi người order đi, nó đang sale. Ủa sao, tại sao đó. Sáng ngủ dậy phải order chứ buổi tối order cũng được hả? Được, nhưng mà biết sao không? Có mấy thùng à. Nhưng mà tại sao mọi người ơi, sáng ngủ dậy nhớ order. Tại vì giờ đêm ta ngủ rồi, chẳng lẽ vậy order tội ta. Hả? Đừng có chút rượu nghe nha. Có ai đâu, phải nghĩ ra, rồi sao nó đủ không? Không đủ dài nữa. Hai tôi nó được cái lên mới gặp rượu nữa, như gặp ông nội nó không mời ai đâu. Là anh đi có đủ rượu. Bữa nay nó mời tôi kìa, tôi né bây giờ. Định thôi chứ nãy bà mời. Giống như mời lơ ấy phải không? Ừ, bà uống nó cũng còn. Đó, bây giờ là tới chương trình tụi em uống rượu nha, thôi bye cả nhà. Lâu lâu ba anh em gặp nhau. Cả nhà thấy không, ba anh em mà hai người nó giống sinh đôi hơn em. Giống như em là đặc này rồi. Là kết nghĩa rồi đó mà còn nó giống. Còn ông nữa, giống y hệt luôn này. Ờ, rồi. Còn ông nữa. Còn. Cũng đầu chọc luôn. Thôi em xin kết thúc livestream đây nha. Mọi người hãy nhắn tin vô Thế Nga 279-279-8959. Hoặc liên lạc với anh siêu nhân mới có cái bảng đẹp mọi người. Trời ơi, cái mặt ông siêu nhân nó đẹp y chang luôn. Là... Thế Nga làm cái bảng này nè cả nhà. Thì vợ của Tính nhìn từ xa nói chị ơi, cái bảng của chị méo rồi. Bảng gì được. Nó sợ là cả nhà đọc cũng được. Nhưng mà cái con Thế Nga là nó có thủ đoạn hết trơn á. Đọc được, trên livestream là đọc được. 714-653-8028 nha quý vị.
quý vị hãy gọi cho anh, nhắn tin cho anh siêu nhân, hoặc là siêu nhân hay lắm. Siêu nhân của Nga là khó tìm lắm. Một sanh một lần là tuyệt chủng luôn cả năm. Hoặc là nhắn tin cho Thế Nga 714. Ủa bảy, ủa đâu có, của tôi là 714-653-8028 là siêu nhân. Trời, Leon nó nói xấu em mà em rối luôn quý vị. Nhắn tin 279-279-8989 nha. Thôi bây giờ xin cảm ơn cả nhà, em kết thúc cái live stream này nha. Quỳnh ơi, không biết con ăn dữ bay. Ngon quá trời. Ngon quá trời. Trời ơi, đứa nào mà dễ vậy. Bỏ luôn nhãn kia luôn hả? Dạ, bỏ luôn, bỏ kia luôn. Cái nhãn đó đó. Trời ơi, ship đi một cái là thối, nó bị hay thối. Không, cũng bị tội nghiệp là vì nó phải mua H-Mart chứ không phải là order H-Mart. Không, nhưng mà ở đây bán là nhắn chứ không á. Vậy không. Không có cái này đâu. Trời ơi, mà ăn cái này đi. Cái này là quá. Trời ơi, bà thấy không? Một thùng của nó đó, gần 10 bao mà có 90 đồng à. Nhiều quá thì hồi xưa làm gì được 25 đồng mà, hồi xưa 25 đồng thao. Không thiệt. Thiệt. Không, bây giờ ở ngoài nó vẫn bán 12 đồng một thao. Hồi xưa là 25 đồng. Bây giờ nó vẫn bán 10 trắng là tối giờ nó còn nguyên y nguyên. Nó còn nguyên vậy đó mà cho người ta mà nãy giờ gia đạo tụi em ăn quá. Cho người ta mà nãy giờ thằng nhỏ ngồi chua cắn một cái luôn. Tính em ăn nhãn của chị. Em ăn nhiều lắm đi. Thấy em sang đi 6 năm lần đầu tiên ăn nhát ngon vậy đó, em mới thiệt. Phải không? Em mới thiệt luôn. Ủa mà mới đây mà 6 năm rồi hả? 6 năm rồi. Chứ em lâu dữ vậy hả? Chưa đuổi về. Nó có quốc tịch luôn, đuổi gì nữa má. Hai cái tiệm neo. Lần đầu tiên tôi thấy người Mỹ mà có quốc tịch Mỹ mà không nói được tiếng Mỹ. Đi vô thi mà nói bậy bạ mà Mỹ nó bực quá nó cho đầu luôn đó. Ra khỏi nước Mỹ đi vô nó phỏng vấn cũng nó vô luôn. Thật ra thằng Mỹ nó bí đó chứ không phải là thằng này bí. Thằng Mỹ nó phỏng vấn mà nó bí luôn á em. Em mà I'm so sorry sir, I'm fly, I'm not listen, I'm so sorry. Chọn mẹ đi mày ăn luôn xong. Thôi có lòng của nó rồi. Ông kể chuyện. Ông đi ra, ông bay về Việt Nam, ông hoành lại Mỹ mà lúc đó ông cầm cái quốc tịch rồi quý vị. Có nghĩa là giống như là công dân Mỹ đó. Mà bước vô hải quan nó chỉ hỏi là mày có mang đồ ăn, thức uống gì, seafood. Mà không nghe được cái gì. 10 phút chưa ra được. Ngu tiếng Anh như tôi mà tôi còn nghe được nghe. Mà ông nội nó nghe không được. Cuối cùng ông nói gì. You fly. Đầu tao mệt rồi. Em hungry. Cái thằng Mỹ nó má tao hỏi được mà trả lời nẻ nó mày đi vô mày. Nó nghĩ là có bắt thằng này cũng mệt lắm. Tại vì phỏng vấn còn tốn luôn cái tiền thông dịch nữa. Thôi em bye bye cả nhà nha. À sorry nãy giờ không có coi comment mọi người. Vậy em sẽ ấy nha. Mọi người nhớ nhắn tin 714-653-8028. Bye bye. Bye bye nha. Kết thúc nha. Trời ơi, live mà không có ánh sáng của đèn live stream mà mình vẫn đẹp luôn á. Quá đẹp luôn. Chị đẹp không em? Quá trời đẹp. Em dọn ghế lên đi nằm thấy cái nghe. Không kìm được cái tái. Ta nói là không kìm được nước mắt, chị hiểu không? Cả nhà ơi, chúng ta hãy cùng nhau tỏa sáng kim cương cùng Thúy Nga và tìm hiểu thêm một số cơ hội không thể tuyệt vời hơn tại tiệm Kim Hoàng BJ Luxury Jewelry. Bạn đã sẵn sàng để trúng thưởng cùng chương trình bốc thăm hấp dẫn này chưa? Mua kim cương giảm giá tới 50%, trang sức cao cấp Italy giảm giá 65%. Đến ngay tiệm BJ Luxury Jewelry nằm trên lầu Thương Xá Phước Lộc Thọ. Và giải thưởng siêu VIP chính là một chiếc nhẫn kim cương US1 trị giá đến 5.000 Mỹ Kim. Wow, nghe mà choáng váng quá đi. Ngoài ra còn 10 giải thưởng đặc biệt hấp dẫn khác đang chờ đợi quý vị. Ngày sổ phiếu chính là vào dịp Thanksgiving ngày 25 tháng 11 năm 2023. Livestream trực tiếp với Thúy Nga, trang sức kim cương giảm giá đến 65% vào ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 9. Đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Để biết thêm mọi thông tin chi tiết, hãy điện thoại cho Philip qua số điện thoại 714-473-8244 hoặc 714-726-9911. Hãy tỏa sáng kim cương cùng với nghệ sĩ Thúy Nga tại BJ Luxury Jewelry.